Đây là nước tương Hokkaido Tsuyu của công ty thực phẩm Bell. Hokkaido Tsuyu được làm từ nước tương đậu nành nguyên chất, kết hợp với hương vị của katsuobushi, hay còn gọi là khô cá ngừ bào, cùng với tảo bẹ danh tiếng của vùng Rishiri, tỉnh Hokkaido. Nên thử ăn coi sao? Ồ, cách ăn giống người Nhật ha. Ừ, cách ăn của người Nhật. Thấy vị của nó thế nào? Nó rất là thanh, thanh dịu, không có hề bị khó chịu trong cổ họng. Nó hoàn toàn khác với lại các bánh mì của Việt Nam đúng không? Ừ, nhưng mà khá là ngon á. Ừ. Hay là ảo à. Cảm giác như là từ bây giờ mình sẽ phải thử rất là nhiều món nữa với cái Hokkaido Tsuyu này. Ừ, vậy thì sau này hãy thử thêm nhiều món làm từ sợi, mì sợi và dùng Hokkaido Tsuyu này nhé. Mọi người cũng dùng thử nhé. Cách sử dụng Hokkaido Tsuyu rất đơn giản. Pha theo công thức 1 Tsuyu 3 nước lọc là có ngay chén súp ăn với mì soba hay udon. Món mì lạnh nổi tiếng cũng ăn kèm với loại súp Tsuyu này đó. Bên cạnh đó, pha theo công thức 1 Tsuyu 5 nước sôi thì bạn sẽ có ngay tô nước dùng ăn mì udon hay soba tùy thích. Ngoài ra, nước tương Tsuyu có thể được dùng như là súp ăn kèm với cơm, súp ăn tempura, nước lẩu nabe hay oden, hay là nước súp hầm thịt.